Forenger Stormchuck mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, nhưng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một phiên bản hoàn toàn khác của Stormchuck đến từ Forenger. Đó chính là một phiên bản được độ theo phong cách Mobihome đang trưng bày tại Bangkok Motor Show. Phần đầu xe và động cơ vẫn được giữ nguyên từ một chiếc Ranger Stormchuck anh em nhé. Từ cái lưới tản nhiệt sơn đen cho đến đèn pha performance LED của Force được thiết kế liền khối với lưới tản nhiệt. Mâm xe cũng được giữ nguyên từ phiên bản tiêu chuẩn, nhưng mà từ cái phần khoang cabin hắt ra phía sau thì nó là một cái không gian hoàn toàn khác của Stormchuck anh em ạ. Các bạn hãy cùng mình tiến ra phía sau và trải nghiệm cái sự khác biệt. Cái hàng ghế thứ hai và khoang cabin có lẽ là vẫn được giữ nguyên và có thể chở được 5 người anh em nhé. Có thể chở được 5 người, vẫn được giữ nguyên cái không gian cabin và không gian hàng ghế thứ hai. Nhưng cái phần thùng xe sẽ là sự khác biệt. Đây là hai phiên bản độ Mobihome của hai chiếc Ranger. Đây đều là hai chiếc Ranger phiên bản cabin đơn các bạn nhé. Đều sẽ độ phần ngôi nhà di động ở phía sau. Và với cabin đơn thì có lẽ là cái không gian ở nội thất bên trong nó sẽ rộng hơn. Đây chính là cái phần cửa đi vào cái ngôi nhà di động của chúng ta. Có bậc lên xuống này và có cửa đi vào. Anh em hãy cùng mình đi vào trong đây để trải nghiệm và khám phá. Wow, một cái không gian rất là hay và thú vị các bạn nhé. Đầu tiên, cái điểm đầu tiên đó chính là một cái lối đi rất là rộng đi vào. Sàn xe được ốp gỗ này. Và chúng ta sẽ có hai chiếc ghế sofa. Hai chiếc ghế sofa để các bạn có thể ngồi ở đây. Đây, các bạn có thể ngồi hai chiếc ghế sofa như thế này, ngồi đối diện nhau. Đó, có thể chờ được khá là nhiều hành khách đấy. Rất nhiều ổ để các bạn lấy điện. Và từ cái không gian này các bạn có thể bước lên trên khoang cabin được. Anh em vào gần hơn để ngắm cái khoang cabin của xe này. Đây này, từ cái vị trí này các bạn có thể bước vào bên trong khoang cabin. Hoặc là từ vị trí ghế lái các bạn có thể đi xuống. Hoặc là anh em nào mà ngồi nghỉ ở dưới này, sau đó lên ngồi ghế phụ ngắm cảnh, hoặc là lên đổi cho vị trí của ghế lái chẳng hạn cũng được. Đó là hai chiếc ghế sofa. Ngoài ra ở phía trên này chúng ta sẽ còn một chiếc giường các bạn ạ. Wow, các bạn có thể kéo cái tấm này ra đến đây. Đây, các bạn có thể kéo cái tấm này ra đến đây và lấy cái đệm kia xuống đây. Và cái không gian này anh em có thể ngủ được tối đa là 3 người. 3 người trên cái không gian giường này anh em nhé. Đó, có cả cửa sổ trời để cho các bạn ngắm sao vào buổi tối khi đi cắm trại tại những cái khu vực thoáng này. Các bạn nhìn thấy hay không? Và các bạn có thể đẩy cái này vào để có một không gian rộng hơn sử dụng ở đây. Đó, trên này chính là phần giường này. Phần giường của chiếc Mobihome độ từ Forerunner này. Để mình xem còn những cái gì anh em nhé. À đây, vào trong này chúng ta sẽ có những không gian khác này. Đây là một cái tủ để đồ này. Đó, một cái tủ để đồ xuất hiện ở trên này. Đó, và trên này chúng ta cũng có những cái ổ cắm này. Thực sự là rất nhiều ổ cắm xuất hiện ở bên trong chiếc Forerunner độ Mobihome này. Đây là phiên bản cabin đơn. Và từ cái vị trí ghế sofa này, chúng ta sẽ có một chiếc màn hình TV gắn tại đây để các bạn có thể giải trí. Đây, các bạn có thể vào đây và nhìn cái góc giải trí của mình. Đấy, có một chiếc màn hình ở đây để giải trí này. Và cũng có một cái ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn ra bên ngoài các bạn sẽ nhìn ra đây. Và tiếp tục, phần bên này chúng ta sẽ có một cái bồn rửa anh em nhé. Có một cái bồn rửa ở đây. Các bạn có thể lấy nước, xả nước ra để rửa đồ. Đấy, một cái bồn rửa làm từ kim loại. Bề mặt ngày được ốp gỗ. Trên này cũng có tủ đồ. À không, trên này là cái hệ thống liên quan đến hệ thống điện của xe. Các bạn có thể vào gần đây này. Vào gần đây để chiêm ngưỡng này. Đây là các cái nút bấm và các cái nút gạt thôi. Liên quan hệ thống điện của cả cái chiếc xe này. Đóng lại. Đây chính là tủ lạnh. À xin lỗi bạn, đây chính là cái hệ thống điều hòa của xe. Đó, hệ thống điều hòa xuất hiện ở đây. Đấy, thông khí nó xuất hiện ở trên trần rồi. Còn đây là hệ thống điều hòa này. Không gian để đồ góc kia. Chúng ta cũng sẽ có một chiếc lò vi sóng. Đây, ngay ở vị trí này chính là một chiếc lò vi sóng này. Các bạn có thể mở ra và cho đồ vào đây để sử dụng. Lò vi sóng rất là gọn, để tại phần ngay cái cửa đi vào. Và một chiếc đây có lẽ là tủ lạnh đây. Một chiếc tủ lạnh xuất hiện tới đây. Mình đang chưa biết mở nó ra như thế nào. Nhưng mà đây là một cái tủ lạnh anh em nhé. Ở đây mở được ra rồi. Đây là một chiếc tủ lạnh. Đấy.
Không gian bên trong khá là rộng, các bạn để được khá là nhiều nước ở bên trong anh em ạ. Đây, cái tủ lạnh này. Đây, các bạn có thể nhìn gần hơn này. Đấy, một chiếc tủ lạnh mini xuất hiện ở bên dưới cái lò vi sóng. Và phía trên này chúng ta còn một cái tủ đồ nữa đây. Đấy, ô, cái tủ đồ này to hơn đấy các bạn này. Đây có lẽ là cái tủ đồ rộng nhất bên trong cái không gian của cái xe này. Đều được làm từ gỗ ép công nghiệp. Chưa hết không gian đâu các bạn ạ. Ở phía dưới hai ghế sofa này chúng ta cũng còn với không gian để đồ này. Ví dụ như các bạn ấn vào đây, các bạn kéo ra một cái hộc để đồ đây. Đấy, khá là hay. Và đây nữa này. Đấy, tiết kiệm và tận dụng từng khe nhỏ một ở bên trong cái không gian nội thất của xe. Do cái không gian ở bên trong cái xe đấy hơi chật nên là mình quay nó không được đẹp cho lắm, anh em thông cảm nhá. Đây chính là cái vị trí nhà vệ sinh. Một chiếc nhà vệ sinh này. Wow. Qua đi đâu, nhà vệ sinh nhỏ gọn. Có nên vào trải nghiệm thử luôn không anh em nhỉ? Nói vui vậy thôi chứ đây là xe người ta đang trưng bày anh em ạ. Một nhà vệ sinh này, có một cái tấm kính gương này. Đây, một cái gương ở đây để soi này. Nó tạo nên cái gọi là ảo ảnh để các bạn thấy là cái không gian này nó rất là rộng nhưng mà thực ra nó rất là nhỏ các bạn nhé. Có cái bồn cầu này, xả nước này, bồn rửa tay này, có cả vòi xịt đây. Anh em nào mà không dùng được giấy thì có vòi xịt cho anh em dùng nhá. Đấy, anh em nào anh em yên tâm là đúng là cái thương hiệu này nó đúng là cái thương hiệu này nó quan tâm đến những người dùng thực sự luôn. Đến một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ xinh xinh như này cũng trang bị cả vòi xịt xịt cho các bạn. Đấy, không như nhiều cái khách sạn ở trên thế giới chỉ có giấy thôi, không có vòi xịt. Đấy là một cái đúng là cái thương hiệu này nó quan tâm đến người tiêu dùng, nó quan tâm đến người sử dụng rất là lớn anh em nhé. Đây mình ngó xem còn một cái không gian nào hay không này. Đó có lẽ là hết rồi anh em ạ. Đó có lẽ là hết rồi. Chúng ta sẽ ngó sang chiếc ở bên kia xem nó có khác biệt nào hay không anh em nhé. Đây, chúng ta ra bên ngoài. Cái không gian này cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng tham quan. Bên này là còn một phiên bản khác. À đây, chúng ta sẽ vào cái phiên bản này. Sẽ thấy được sự khác biệt này. Chúng ta sẽ lên chiếc này. Để thấy sự khác biệt của một phiên bản độ khác. Nó sẽ có những cái sự khác biệt anh em ạ. Giống với chiếc kia, chúng ta cũng sẽ có hai cái ghế sofa ở hai bên này. Một chiếc tivi ở đây này, tủ trên này này. Điều hòa này, điều hòa ở đây này. Và cũng có một chiếc giường. Các bạn có thể kéo ra. Đấy, các bạn kéo ra. Và kéo những cái tấm này để lót xuống đây. Lót xuống đây. Các bạn có một cái chiếc giường khá là to ở phía trên để có thể sử dụng. Hay không anh em? Đấy, mình thực sự là rất là thích những chiếc mobile home như này. Anh em nào mua về cả gia đình đi vòng quanh thế giới đi du lịch không lo tiền khách sạn luôn, đi thoải mái luôn. Vẫn là hai ghế sofa hai bên, tủ ở trên này. Nhà vệ sinh đây là nhà vệ sinh. Chúng ta cũng có một chiếc nhà vệ sinh ở trong này, cũng có thiết kế gần giống với cái ở bên kia. Một chiếc tủ treo quần áo xuất hiện ở trong cái góc này. Không gian này không biết là cái gì không mở được ra anh em ạ, không gian này không mở được ra. Nó được làm kín rồi, không mở được ra. Chúng ta có lò vi sóng ở đây. Lò vi sóng. Phía trên thì có các cái vị trí để các bạn có thể để bát, đũa và đồ dùng ở trên này được. Hệ thống automat của xe. Trên này cũng có tủ đồ. À, hệ thống các cái công tắc. Ồ, chất lượng hoàn thiện không ổn cho lắm. Mình vừa mở ra cái bây giờ không đóng lại. Thôi bỏ qua. Phía dưới này chúng ta còn những cái không gian để đồ nữa anh em này. Đấy, không gian để đồ với giấy ăn này. Hay là cốc này. Cái đồ dùng linh tinh các bạn có thể để vào trong bên này được. Đấy, cốc giấy này. Giấy ăn này. Túi đựng rác này. Đây có một không gian để đồ nữa này. Đấy, các bạn có thể kéo nó ra như thế này. Không gian để đồ phía trên này. Hệ thống các bạn có thể để được một cái loa ở đây để nghe nhạc. Khá là hay. Ở phía trên thì thiết kế cũng đẹp anh em ạ.
Đó, nó khác biệt một chút so với chiếc ở bên kia. Nó được bố trí kiểu khác ấy, tại vì cửa nó là cửa lên chiều ngang, còn chiếc kia là cửa lên ở phía sau. Chiếc này cũng có một cái bộ giá để các bạn có thể để đồ lên bên trên này, treo xe đạp hoặc là có thể là treo cả xe máy lên này được, hoặc là để đồ dùng ở đây để chở theo. Cũng có hệ thống sạc điện này, có lẽ là cái này sẽ là sạc điện cho xe hay là cho ắc quy nhỉ, cái này thì mình không rõ đâu anh em ạ. Đó, bên này là một chiếc phiên bản cabin kép này. Cabin kép này. Đấy, cabin kép thì các bạn sẽ đi được 4 người trên khoang cabin nhé. Còn không gian nội thất phía sau thì nó cũng tương tự như những chiếc khác. Đó là ba chiếc Ford Ranger được độ theo phong cách Mobihome mình muốn giới thiệu cho anh em. Không biết là tại Việt Nam có cái thương hiệu nào độ được cái phong cách Mobihome này không, nhưng mà thực sự là bên Thái người ta độ Mobihome rất là nhiều, từ Hilux cho đến Ranger đều được độ kiểu Mobihome như thế này. Đó, kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.